Xin giới thiệu Jesse em, một trong những người chơi e-sport thành công nhất. Nào nào, nhìn anh nha. Tôi một chút nữa. Hachi. Lớp trang điểm của em trông thật hoàn hảo thưa quý cô. Tốt, vậy là em có hơi khát nước. Đã rõ, xin đợi một chút. Đây, ly cốc tài yêu thích của em đây. Đúng là thứ cần có để vui lên trước khi phát trực tuyến. Cảm ơn Vic. Bây giờ làm móng thôi. Cơ mà mình đã đúng khi chọn sơn móng màu bạch kim, trông sang chảnh ghê luôn. Em nói đúng đó, đôi chân quý giá của em xứng đáng được hưởng điều tốt nhất mà. Cảm ơn nha Vic. Được rồi, anh đi được rồi đó. Đã đến lúc bắt đầu phát trực tuyến rồi. Wow, cái gì? Đùa hay sao vậy? Tất nhiên là đùa thôi mà. Muốn ăn phô mai có phải không? Còn bé chỉ làm được có thế. Hôm nay có thể dùng con chuột làm bằng vàng này. Tốt hơn rồi, nó hợp với tai nghe và đồ trang sức của em. Chiến thôi nào. Còn đây là Paul, anh chàng làm việc rất chăm chỉ nhưng vẫn không thể nào thành công được. Ngày May ơi, có sao không? Nè, mình đã phát trực tuyến được bao lâu rồi nhỉ? Vẫn không có người nào xem hết hả? Tôi làm gì đây chứ? Lạ thật. Bình tĩnh nào anh bạn, để mình giúp cậu nha. Được rồi, cảm ơn nha. Tiếp tục nào. Ôi, thư giãn đi, để cho mình nha. Xong. Ô, ngầu bá cháy, cảm ơn nha. Rất sẵn lòng. Giờ thì được thôi. Yeah, cố lên Paul, cố lên. Nè, khoan đã, mình sắp điên rồi sao hả? Không, cậu không có sao hết. Ồ, thế thì tốt. Ôi, chết rồi. Không, bàn phím của mình. Sao lại ngủ quên được như vậy chứ? Em sẽ vượt mặt kẻ thù bên trái. Ha, nhìn anh ta xem, chơi như một lính mới vậy. Jack, lượt xem của em vẫn chưa có đủ đâu. Thu nhập không được có giảm đâu nha. Anh nói đúng. Đây, anh làm gì đó đi. Hiểu rồi, anh sẽ quay lại ngay. Wow, tuyệt vời. Làm tốt lắm Vic. Chính xác là thứ em cần rồi. Vừa kịp làm bộ móng mới. Tuyển thủ chuyên nghiệp phải chơi như thế vậy chứ. Trong lúc Jesse được anh quản gia hỗ trợ, Paul tội nghiệp thậm chí đã bị trợ lý ảo bỏ rơi rồi. Biết rồi, mình có tay cầm mới. Phía bên phải đang hoạt động và bên trái của bàn phím vẫn còn sống mà. Ít ra Paul được cơ hội tự mình xử lý những rắc rối của game thủ. Như vậy thì tốt cho trí tưởng tượng mà, có đúng không nào? Chào mừng đến với buổi phát sóng mới của mình. Nhom 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 nhom, yêu công việc này quá đi. Wow, nơi này cần được vệ sinh rồi á. Alo, tôi cần dọn phòng. Cảm ơn nha. Tôi đây ạ. À. Cái gì? Lượt xem đang tăng lên hả? Nhưng bằng cách nào chứ? Ờ, thì... Dạ bây giờ... Thôi nào, khoan. Lạ thật, không phải là hiểu lầm đó chứ. Thật luôn. Thôi được, kiếm thêm người xem đi vậy. Không thể phát trực tiếp như vậy được. Đừng lo Jesse, để đấy anh xử lý cho. Giờ em phát trực tiếp được rồi đó. Ôi, cảm ơn Vic, phụ kiện đắt tiền luôn giúp nâng tầm mọi thứ. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ có bộ đồ đặc biệt khác lạ để chơi. Mong là họ thích nha. Wow, nhiều người xem quá rồi nè. Phải, đối với một game thực thụ, đồ đạc xếp gọn gàng là điều không tưởng mà. Mối hỗn độn gì vậy nè con trai? Còn sống trong một căn nhà hay bãi rác vậy chứ? Ba ra chỗ khác giùm con đi, con đang chơi mà. Ôi không, chàng trai trẻ. Con chỉ chơi sau khi dọn dẹp thôi và làm cho căn phòng của con sạch bóng, hiểu chưa hả? Lát ba sẽ kiểm tra đó, tại sao chúng ta lại bị ám ảnh bởi những trò chơi này đó chứ. Phải tìm hiểu nó mới được. Ôi, ghét dọn dẹp ghê luôn. Đợi đã, mình có thể biến việc dọn dẹp thành một trò chơi. Mình đúng là thiên tài mà. Đầu tiên hãy chọn một vũ khí để làm sạch. Lựa chọn không tồi nha. Ui da, con ổn rồi. Cái này hoàn hảo. Hãy bắt đầu thôi nào. Mặc dù Bâu không có đủ khả năng chi trả cho những dịch vụ của công ty dọn dẹp, nhưng anh chàng vẫn luôn có thể vui vẻ làm những công việc hữu ích này. Bụi không có cơ hội chống lại Silver. Tăng tốc lên nào. Ta ta, chiến thắng là của mình rồi. Gian lận ha. Ba, con dọn dẹp xong rồi. Ba trả lại máy tính cho con có được không nè ba? Bô, con không thấy ba đang chơi sao? Đi đi, đừng có làm phiền ba mà. Chào các bạn yêu dấu. Mình quyết định phát trực tuyến ngay từ bồn tắm sang trọng này. Ít người xem quá ta. Phải làm sao đây? Phải rồi, như này tinh thần sẽ phấn chấn hơn nhiều. Xin ngất ngay, bong bóng xà phòng là đỉnh nhất luôn mà, có đúng không?
không có chuyện ngồi xem. Được rồi, biết rồi. Mình giàu có và được mọi người đều yêu mến, nhưng bây giờ sự nổi tiếng bắt đầu rời bỏ rồi. Không hiểu gì cả, mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà. Jesse đừng có buồn, anh có ý kiến này nè. Nếu em tổ chức tặng quà thì sao ha? Em tặng $1,000,000 cho một người chơi ngẫu nhiên thì đã đăng ký kênh của em đi. Em nghĩ sao, chắc chắn sẽ nâng tỷ lệ người xem lên rất là nhiều. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Sẽ hiệu quả thôi, để rồi xem. Viết đi theo em đi. Anh ở ngay sau em đây mà. Ui dạ. Em biết không hả, anh yêu công việc này dù có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh thôi, một trong các bạn sẽ nhận được $1,000,000 từ mình đó. Và cậu đây rồi, người bạn may mắn của chúng ta. Lạ vậy, cậu ấy không có phản ứng gì. Kết nối bị trục trặc gì rồi? Không, chắc là do tại màn hình của mình rồi. Thôi nào. Tốt hơn rồi. Chúng ta sẽ... cái gì? Chắc là kết nối mạng bị yếu thôi đó. Được rồi, theo em nào viết. Thôi chưa bao giờ mơ rằng sự nghiệp ghép của mình lại có bước ngoặt lớn như vậy. Cậu ấy đây rồi, người chiến thắng của chúng ta. Xin chào game thủ mới, $1,000,000 của bạn đây. Nè anh bạn. Ôi trời. Paul, chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với con trai của tôi? Cậu ấy thắng $1,000,000 và ngất đi rồi đó ạ. $1,000,000 sao? Cha. Này ngày mai chắc là phải ngủ quên và tất cả là giấc mơ tôi có đúng không? Không, không phải là mơ đâu. Hả? Cậu biết nói hả? Bây giờ thì mình hình như thật sự mất trí rồi. Không, không sao đâu, đây là thật sự mà. Cậu giàu có và bất cứ điều gì cậu muốn. Wow. Viết, mang vào đây đi. Ôi. Xong. Chà, bá cháy. Mình sẽ gọi cậu ấy là ngài Grab. Ném tất cả những thứ này đi. Nhưng mình sẽ không bao giờ phản bội ngày mai đâu. Bây giờ cậu sẽ có những đặc quyền mới dành cho game giàu có đó. Chúc mừng cậu nha. Chơi game vui vẻ nào. Đợi đã, bây giờ tất cả thật sự là của mình đó hả? Đúng vậy. Tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Đây là phản ứng của mình cần. Parker đã nhận được giải thưởng. Điều quan trọng là không tiêu xài phung phí. Mình giàu rồi. Không, 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 dừng lại. Nàng ơi, lượt xem tăng chóng mặt luôn đó. Phải, ý tưởng của tụi mình rất tuyệt. Nên làm lại thôi nào. Đi nào, bắt lấy đi các bạn. Mình không có tham lam đâu. Vậy, ui da, hãy để giải tưởng bắt đầu nào. Cố bắt kịp đi nha. Mình đã thua 7 lần liên tiếp, nhưng lần này sẽ khác. Đối với Mai, game là một phần thiết yếu của cuộc sống. Và giống như bất kỳ game thủ nào, anh ấy sống để giành được chiến thắng. Mình không có thời gian để chữa bệnh đâu. Không, đùa với tôi á hả? Mình sẽ kiện các nhà phát hành. Tất cả những nỗ lực được vô ích. Tại sao trò chơi này lại bất công như vậy chứ? Và tại sao mình lại mua nhiều thiết bị đắt tiền như vậy? Ôi máy ơi, hoạt động đi làm ơn mà. Xin chào người xem thân mến. Đây là chương trình yêu thích của bạn. Mua sắm trên sofa. Mệt mỏi vì máy tính của bạn liên tục bị hư hỏng, không thể nào chơi được bình thường. Chúng tôi đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này của bạn rồi đó. Giỏ độc đáo dành riêng cho máy tính của bạn, làm bằng vật liệu bền nhất. Bây giờ bạn không cần lo lắng về sự an toàn của máy tính nữa. Vì với vỏ bọc tuyệt vời của chúng tôi, máy chắc chắn sẽ được an toàn. Đặt hàng ngay bây giờ và tự mình kiểm chứng đi nha. Tuyệt vời, chính xác là thứ mình đang cần. Mình phải mua ngay khi còn hàng chứ. Alo, đây có phải là cửa hàng trên sofa không vậy? Tôi muốn đặt mua một vỏ bảo vệ máy tính. Hàng đã đến. Mời ký vào đây ạ. Dần dần, tất nhiên rồi. Cầm lấy khung sắt của anh đi nè. Trông ấn tượng đó nha, mình sẽ bọc nó ngay bây giờ luôn. Để đề phòng trường hợp mình nổi điên ở trận đấu tiếp theo. Tuyệt vời, quá ư là phù hợp. Được rồi, đang kết nối thiết bị với màn hình. Ha, bây giờ không phải lo lắng vì vấn đề nó rơi nữa rồi. Nhưng mình muốn thử tác động vật lý vô xem sao. Ha, nó hoạt động không ha? Có đáng đồng tiền bát gạo không đây? Oh yeah, người dẫn chương trình đã không nói dối. Quay trở lại nơi làm việc thôi. Đã đến lúc đạt đến đỉnh cao eSports rồi đó. Đúng rồi, mình cũng đã ném theo chuột và bàn phím rồi. Hỏng rồi như dự đoán. Mảnh ghép Lego có thể là hữu ích cho đấy. Mình nên ghép chúng lại với nhau. Em gái cho anh mượn nha. Dù sao em cũng có nhiều chi tiết mà. Cảm ơn. Nè, cái sự gan dạ của anh lên tầm cao mới rồi đó hả? Anh đang định làm gì với Lego của em đó? Em đang định xem một ngôi nhà nhỏ mà. Xin lỗi em, nhưng anh cần nó hơn. Anh bắt đầu có hứng thú với những thứ khác ngoài game khi nào vậy chứ?
bàn phím của anh bị hư rồi, mấy mảnh cái Lego này có thể thay thế cho nút bấm đó, em biết không? Ồ, ý tưởng không tệ ha. Bàn phím không có đủ nút bấm mà, thế thì dự án DIY này dành riêng cho bạn rồi. Bàn phím được biến tấu đã sẵn sàng, nhìn rực rỡ ghê ha. Em rút lại lời nói nha, anh trai đúng là thiên tài, nhưng anh không cứu được con chuột rồi. Đừng có dội buồn mà, em có giải pháp rất tuyệt vời đây. Em sẽ làm cho anh một con chuột mới, chờ ở đây nha, em sẽ quay lại ngay. Mình sẽ cần một hộp xà phòng, đã đến lúc anh May phải ngưỡng mộ sự sáng tạo của mình rồi đó. Sẵn sàng chưa? Bắt tay vào tạo thiết bị thôi nào. Đầu tiên, mình sẽ cưa hộp xà phòng. Bây giờ thì cần kìm. Con bé đang làm gì vậy? Nhìn tập trung ghê. Mình sẽ khoét lỗ cho dây và bánh xe rồi sẽ dễ cắt nút. Xong, mình sẽ khiến cho May vui vẻ. Nhìn xem, con chuột mới của anh đây nè. Anh thấy sao hả? Đẹp không hả? Trí tưởng tượng của em làm anh rất ấn tượng. Để xem có thể bật nó lên không nha. Hoạt động nè, đèn sáng rồi. Em làm hộp xà phòng phải không? Em có khoa tay thiệt nha. Hoàn thành nhiệm vụ. Không có em thì anh phải làm sao đây chứ hả? Chơi vui nhé anh trai. Con chuột này còn đỉnh hơn cả cái cũ của anh nữa đó. Điều quan trọng nhất là không để Huggy Wuggy tóm được. Hú hồn, vượt qua nó rồi, thở phào nhẹ nhõm. Xin chào mẹ. Đã đến lúc trả thù. Con xin tha mạng, mình sẽ đưa cho cậu tất cả số tiền này đó. Cái gì, sợ hả? Anh nên nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc đó đó. Mê, anh thật sự không sợ hãi chút nào hết đó, anh chỉ hù cho em thôi à. Ừ, làm như em tin anh vậy đó. Thật ra thì để nói ý này, hay là mình trang trí góc chơi game của anh đi ha. Sao lại không chứ, ý tưởng không tồi được đó. Tốt rồi, em sẽ cần máy tính của anh đó. Để trang trí, mình sẽ lấy kéo và trang phục. Chúng ta cắt ra đúng kích thước vải. Mảnh vải này chắc chắn là đủ dùng rồi đó. Lấy nó phủ lên màn hình, vừa y luôn. Và sử dụng kim bấm xây dựng, mình sẽ bấm vải để giữ cố định. Không thể tin được, vỏ Huggy Wuggy. Em gái, em có bàn tay vàng đó. Anh muốn xem màn hình sẽ trông như thế nào khi có nó. Bây giờ chơi sẽ thú vị hơn nhiều. Đợi đã, tay cầm của anh trông quá nhàm chán. Để em hô biến cho nó. Mình vẫn còn đủ vải từ trang phục của Huggy. Mình sẽ dán chúng lên khắp thiết bị và thêm một vài chi tiết nữa. Cũng khá đẹp đó chứ ta. Ồ, giờ thì mình có thể tay cầm thiết bị riêng rồi. Đúng là giấc mơ của mọi gamer. Giờ ai nấy đều sẽ ghen tị với anh cho mà xem. Anh không nghĩ là mình sẽ nói điều này, nhưng kiểu Huggy đó thật sự rất là đáng yêu. Nè, ai là người chơi khác tham gia trò chơi vậy? Mê, nhưng sao em làm được đó? Em có tay cầm trái cây riêng nè. Wow, ấn tượng à nha. Mà nè, em có quà cho anh đó. Một tay cầm mommy long led để có đôi có cặp với Huggy Wuggy. Ờ, nó điệu đà quá, em giữ đi ha. Anh thích cái này của anh hơn. Được rồi, cứ làm như anh nói đi. Giờ thì chơi thôi. Suýt nữa thì thắng rồi, còn chút nữa thôi. Nè, bạn có cảm thấy mệt mỏi khi dùng tay cầm thông thường không hả? Đừng có tuyệt vọng vì chúng tôi đã tìm ra giải pháp. Các thiết bị hữu cơ mini sẽ không bỏ rơi bất cứ ai hết. Bạn có thể trồng tay cầm ngay tại nhà bằng cách sử dụng bộ làm vườn, trò chơi sinh thái chuyên nghiệp, thiết kế lực lượng đặc biệt này của chúng tôi. Đừng lãng phí một chút nào hết. Hãy đặt hàng ngay bây giờ nha. Alo, tôi đã xem quảng cáo và muốn đặt mua một bộ dụng cụ làm vườn. Nhưng mọi khi rất nhanh chóng. Mê, nhìn anh đã mua gì nè, chắc chắn em chưa từng thấy đâu. Cái gì chứ, anh đã làm em tò mò lắm á nha. Đợi chút anh sẽ cho em thấy. Cái nồi đó thì có gì mà ngạc nhiên đâu. Hãy nhớ lại những lần anh em mình học cách trồng vườn đi. Chúng ta sẽ trồng tay cầm mini với những hạt giống này. Wow, nghe hấp dẫn đó. Đầu tiên lấy đầy hạt giống bằng đất và sau đó tưới nước cho chúng. Có vẻ như nỗ lực của anh em họ không hề vô ích. Wow, cây đang mọc ngay trước mặt chúng mình kìa. Nó sẽ sớm cho ra trái thôi. Ai nói nó thiết bị không mọc trên cây được chứ. Đây mới gọi là một khoản đầu tư tốt đó. Chẳng phải cần đến cửa hàng nữa. Mỗi người lấy một tay cầm và xem chúng hoạt động như thế nào ha. Còn trận quyết đấu thì sao? Em sẵn sàng. Thua thì đừng có buồn đó. Dù gì thì anh cũng là một gamer chuyên nghiệp mà. Anh không dễ bị đánh bại đâu. Để rồi xem. Quang hô, em thắng rồi nè. Dễ ợt, đừng buồn nhé mê. Khúc cuối ngón tay của anh không chạm được vào nút chứ bộ. Anh buồn á hả? Đâu có, anh chỉ bị cái gì đó bay vào mắt thôi. Dù sao thì anh cũng không muốn dùng tay cầm để chơi nữa. Anh cần kính thực tế ảo kìa. Ồ,
em vừa mới có ý tưởng tuyệt vời. Em phải đi đây. Để chiều lòng anh trai yêu dấu, Mê quyết định đã dùng kỹ năng sáng tạo để chế cho anh mình. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Bây giờ mình sẽ cần sợi xe và giấy xi măng. Sản phẩm này sẽ tốt như kính thực tế ảo mua ở cửa hàng. Mê, anh đã ao ước có một thứ như thế này trong một thời gian dài có phải không? Bằng cách này anh có thể đắm chìm trong thế giới thực tế ảo rồi. Wow, mình đã bước vào thế giới của trò chơi, mọi thứ trông rất là thực tế. Cảm ơn em quá tuyệt vời. Đừng đánh giá thấp tôi chứ. Cuối cùng tôi đã tiêu diệt được cậu và lấy hết vàng. Tôi vừa tích đủ năng lượng cho chiêu cuối đó. Cơ mà có lẽ như tôi không uống nhiều nước chanh như vậy, bây giờ phải đi vệ sinh rồi. Mê, anh cần sự giúp đỡ của em, chơi thay anh đi. Dạ, để em xem có thể trụ được bao lâu nha. Mình chỉ còn vài giây. Chà, thật là nhẹ nhõm. Ồ, đúng rồi, đang có trận đấu mà. Cậu ta gian lận hay sao vậy? Thế mọi chuyện sao rồi? Em thua rồi hả? Em đã cố gắng rồi, em thề đó. Giờ thì cả mấy chủ sẽ cười nhạo anh đó. Đó là đối thủ truyền kiếp của anh mà. Đừng có làm quá lên như vậy chứ, chỉ là game thôi mà anh. Em chẳng có hiểu cái gì hết đó. Anh ấy nghiêm túc quá đi à. Phải làm cái gì đó thôi. À ha, mình sẽ gây bất ngờ cho anh ấy. Mê đang âm mưu làm gì vậy? Bồn nước cần được thay thế. Bây giờ sẽ có một đơn vị hệ thống và dải đèn neon sẽ mang đến cho căn phòng một bầu không khí đặc biệt dành cho gamer. Tất cả những gì còn lại là bật hệ thống lên và gọi anh Mê. Sao mình có thể để chuyện này xảy ra như vậy chứ? Nè, đừng có mít ước mà. Em có điều này có thể khiến cho anh hạnh phúc đó. Đi với em, có bất ngờ nè. Chuyện gì chứ? Em đã mời streamer yêu thích của anh đó hả? Không, còn đỉnh hơn vậy nữa. Đến đây đi. Em dẫn anh vào nhà tắm làm gì? Wow, bá cháy bỏ chét nha. Tương lai của em sẽ là một nhà thiết kế tài ba đó. Chờ một chút. Anh đi với em đi. Ồ, bây giờ anh có thể uống bao nhiêu nước tùy thích mà không sợ bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Ôi, để quên tai nghe trong phòng rồi. Đừng lo, em chuẩn bị hết rồi nè. Em làm anh ngạc nhiên đó, âm thanh rất là tuyệt. Em cũng thiết kế cho mình một chỗ nữa đây. Được rồi, cùng nhau cho bọn họ thấy ai mới là sếp nào. Anh sẽ bật chương trình mà anh đã kể em nghe. Xin giới thiệu với các bạn mẫu tai nghe mới nhất và tuyệt vời nhất mọi thời đại, được đạm bằng kim cương thật. Rồi, anh nghĩ rằng anh ấy có thể gây ấn tượng với những thứ đó sao chứ? Nó thậm chí còn thua những thứ này. Nếu bạn đặt hàng ngay bây giờ, bạn sẽ được giảm giá. Anh ta đang nhìn thẳng vào tụi mình đó. Em không có biết nữa. Qua đây đi. Ôi không, chờ đã. Nè, đây là chương trình mua sắm trên sofa. Hãy mua một tay cầm Huggy Wuggy và nhận một bàn phím miễn phí. Bạn cũng có thể mua tay cầm Mommy Long Legs nữa. Nè, nhìn bên đây đi, người xem của chúng ta bên này xin chào. Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn tự thiết kế thiết bị nào nha. Hãy comment bên dưới video này nha. Bye bye.